hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Trả lời, tại điểm y khoản 5 điều 5 Nghị định 100/2019, Nghị định Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định như sau. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau. Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.